đi sang ai ở chung đi, bên này đang phun thuốc sâu rồi. Cái gì anh? Đi sang bên đấy đi, bên này đang phun thuốc sâu. Anh Quý đang phun thuốc sâu mù sáng. Anh em dốc quá. Đây. Dốc câu được, không câu được. Đây phải bèo câu cá chê. Đang phun thuốc sâu rồi. Mình ngồi góc này đi. Mùi sẵn. Mày thơ đấy cũng được. Tao sẽ đi này. Tao nhét mùi thuốc sâu. Sao bên này ngồi. Đợi bác phun xong thì